Giới thiệu với các bạn cái máy 125 côn tự động. Máy này thì bên em có cả côn tự động và côn tay nhé. Đấy. Cái này là 4 số bình thường giống như dòng Wayrim thôi. Các bạn nắp là đều được. Đây. Cái dung tích xi lanh ở trên này nó ghi là 124 này. Đấy, 124 này. Máy thì bao gồm đầy đủ phụ kiện hết nhé. Chế này, lọc gió này, cái đấy phụ kiện thì tí em sẽ quay cho các bạn. Đấy, nhông này. Đây. Máy này thì rẻ thôi. Hàng này hàng rẻ. Nói chung chất lượng thì dùng cũng được. Đấy, khách thì vẫn lấy về đóng làm xe bình thường thôi. Để chạy tốt. Đây là toàn bộ cái phụ kiện của nó này. Mô bin IC dơ le lạp này, chế hòa khí lọc gió này. Đấy. Bộ dây điện này, tay ga này, dây ga này, đầy đủ. Đấy là một bộ. Máy vẫn có củ đề nhé, cần số và cần đề lổ đều có. Đấy. Đây. Cần số đây. Cần khởi động đây. Có cả luôn các bạn nhé. Đi kèm luôn cả hai cái loại cần đấy. Củ đề đấy.